Chúng ta xem xét cái bài toán này. Cho cái hàm f x bằng x nhưng có thể tìm đạo hàm cấp 7 của hàm f tại không. Thì hiển nhiên chúng ta không nên là tính đạo hàm cấp 1, đạo hàm cấp 1 đến 7 lần. Rồi sau đó thay x bằng 0 vào. Làm như vậy rất là tốn công ha. Ở đây chúng ta có thể xem xét tìm lời giải bằng hai cách. Cách 1. Dụ công thức Newton cho đạo hàm cubic. Cách thứ hai là sử dụng khai triển Maclaurin. Thì đối với cách thứ nhất thì chúng ta nhớ đến công thức Newton limit như sau. F chính là tích của hai hàm g. Thì chúng ta sẽ có được đạo hàm cấp n của f là g. Ra từ 0 đến n. Đạo hàm cấp k của n. Đạo hàm cấp k g tại x nhân đạo hàm cấp n trừ k hàm thấp tại x. Ở đây chúng ta giả định là cái hàm AG và H là có đạo hàm đến cấp 7. Và lúc đó chúng ta xét với cái hàm G, Gx bằng X và X bằng có thể. Thì chúng ta lưu ý rằng là đối với hàm G, đạo hàm cấp lớn hơn bằng 2 thì nó bằng 0. Còn đạo hàm cấp m của hàm h thì nó bằng là 2 mũ m có 2x cộng m quy trên 2 với mọi m thuộc tập số tự nhiên. Đây chúng ta có thể sử dụng phương pháp quy nạp kiểm tra kết quả của cái đạo hàm của hàm h. Và từ đó chúng ta sẽ có được đạo hàm của hàm f. Đạo hàm cấp 7 của hàm f tại thì thật ra cái tổng trên đây chỉ có hai số hạng thôi. Ứng với k bằng 1, k bằng 0 với k bằng 1. K từ 2 đến 7 thì nó đạo hàm cấp k của hàm g đã bằng 0 rồi. Vậy nó chính là C0 của 7. Đạo hàm cấp 0 của hàm g tức là g tại 0. Nhưng cho đạo hàm cấp 7 của hàm h tại thì không không luôn. Cộng C1 7 nhưng đạo hàm cấp 1 của hàm g tại không nhân đạo hàm cấp 6 của hàm h tại không. G tại không thì hiển nhiên nó bằng không. C1 của 7 bằng 7. Đạo hàm cấp 1 của hàm g thì nó bằng 1. Đạo hàm cấp g cấp 1 của hàm g tại không thì bằng không. Của không đạo hàm cấp 1 của hàm g tại không bằng 1. Đạo hàm cấp 6 của hàm h tại không thay lên trên là 2 mũ m, hai mũ m cụ thể m của mình là bằng 6, hai mũ 6 có m của chúng ta là 6, x bằng 0, m bằng 6 là cos 3 pi, kết quả nó bằng trừ 7 nhân 2 mũ 6 trừ 4, 48. Đây là cách thứ nhất sử dụng công thức Newton limit, chúng ta có được kết quả như thế này. Cách thứ hai chúng ta sử dụng khai triển Maclaurin.
Ở đây chúng ta chỉ cần khai triển macroring của cái hàm hàm có thấy đến cấp 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 6. Chúng ta sẽ có được là công thức khai triển cho có x, khai triển macroring cho có x chính là tổng k chạy từ 0 đến n trừ 1 mũ k x mũ 2k nhân cho 2k nhân thừa cộng cho cái phần dư r hay n cộng 1. Thì từ đó mình sẽ suy ra được có thay chạy từ 0 đến n trừ 1 k nhân cho 2 tất cả mũ k 2k nhân cho 2k như thường r hay n cộng 1 như vậy. Nhân x vào chúng ta sẽ có được f có thấy bằng tổng chạy từ 0 đến n trừ 1 mũ k nhân 2 mũ 2k x mũ 2k cộng 1 2k như thường cộng cho một cái phần dư n cộng. Là khai triển Taylor đến cấp 2n cộng 2 đó. Thì bên đây nó chính là cái tổng như sau, tổng k chạy từ 0 đến 2n cộng 2 luôn. Đạo hàm cấp k tại 0 cho k dây thừa k cộng r2n cộng 2 phần dư. Bỏ phần dư chúng ta đồng nhất ha. Ta để có được cái số hạng đạo hàm cấp 7 thì chúng ta thay n bằng 3 chẳng hạn. Chúng ta đồng nhất, ta so sánh cái hệ số của x mũ 7 thì chúng ta có được là đạo hàm cấp 7 tại 0 trên cho 7 như thường sẽ bằng, để có được cái số mũ 7 ở đây thì 2k cộng 1 bằng 7 thì sẽ tương ứng với cái con k ở trên đây là k bằng bằng 3 thì nó sẽ bằng là trừ 1 3 nhân 2 mũ 2 nhân 3 là 6 trên cho 6 như thường. Từ đây chúng ta sẽ tìm ra được đạo hàm cấp 7 tại 0 7 dư thừa chia 6 dư thừa là bằng 7 trừ 1 của 3 trừ 1 trừ 7 nhân cho 26 trừ 4 48. Vậy nhờ vào cái khai triển Maclaurin của hàm cos ta tìm ra được khai triển Maclaurin của cos hay x. Từ đó chúng ta tìm ra khai triển Maclaurin của f. Từ đó chúng ta đồng nhất tìm ra cái hệ số của x mũ k, cụ thể là x mũ 7, chúng ta sẽ có được đạo hàm cấp 7 tại 0 nhờ vào cái đẳng thức này.